mọi thứ đều có rủi ro mà, thì trong cuộc sống thì không có cái gì là mình như lường trước hết cũng được. Ví dụ như cái Covid nó đến bất ngờ ấy, nó làm cho cái ngành du lịch của bọn anh nó bị dừng bình trệ suốt 2 năm liền, là không 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 làm được cái gì cả. Thì đấy là những cái bất ngờ mà mình đâu có lường trước được đâu. Đấy là những cái rủi ro mình không thể tính trước được, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận và cũng phải sống với nó. Anh nghĩ là rủi ro là trong những cái phần mà mình phải vượt qua ấy. Thì sau khi em vượt qua được thì em sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Anh luôn có cái niềm tin vào cái chuyện là nhu cầu của mọi người về du lịch ấy, nó sẽ không không bao giờ thay đổi. Càng sau cái dịch Covid ấy, thì nhu cầu đi của mọi người anh thấy là nó càng nhiều hơn ấy. Thì mọi người rõ ràng là thấy là phải biết tận hưởng cuộc sống, tức là phải biết đi khám phá khi nào có thể, chứ đâu có biết được lúc nào sẽ xảy ra các cái tình huống như Covid đâu. Anh luôn có niềm tin là cái du lịch của họ sẽ phát triển trở lại như cũ. Nên chính vì thế anh đã giữ vững cái niềm tin và anh giữ vững cái nghề nghiệp đấy của anh.